Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhiều ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất cho vay để giúp khách hàng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người vay tiền cho biết họ liên tiếp nhận được thông báo mới từ các ngân hàng về việc tăng lãi suất cho vay, lần sau thường cao hơn lần trước 1% đến 1,5%. Tính chung đến nay, lãi suất cho vay tiêu dùng, mua nhà, mua xe đã tăng lên mức 15% đến 16% một năm và 11% đến 13% một năm với vay kinh doanh. Không chỉ khoản vay mới chịu lãi cao mà lãi vay cũ cũng tương tự. Anh Minh Long, nhà ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh kể, cách này vài ngày, anh lại nhận được thông báo từ ngân hàng về việc nâng lãi suất cho vay mua nhà từ 12% lên 14,9% sau khi đã tăng một số đợt trước đó. Anh Long chia sẻ trong tiếng thở dài là kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không tăng nhưng lãi suất thì liên tục tăng dốc. Làm bao nhiêu cũng chỉ đủ nuôi ngân hàng. Ngân hàng tuyên bố giảm lãi suất cho vay nhưng làm sao giảm được khi thời gian qua họ đua nhau tăng lãi suất huy động, tức chi phí đầu vào tăng mạnh. Anh Minh Long không phải là trường hợp cá biệt. Chị Minh Hiền, nhân viên văn phòng quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị đang có khoản vay mua căn hộ tại một ngân hàng. Trong thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay ở mức 8,9% một năm. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, lãi suất cho vay bị đẩy lên tới 14% một năm, tức tăng tới hơn 5% một năm so với trước. Điều này khiến áp lực trả nợ lãi của gia đình chị ngày càng lớn. Chị Hiền tính toán rằng, năm ngoái mỗi tháng tôi chỉ phải trả nợ cả gốc lẫn lãi khoảng 6,3 triệu đồng. Sau một năm trả nợ, giờ đây dư nợ gốc đã giảm bớt, nhưng hàng tháng tôi phải trả ngân hàng khoảng 9,3 triệu đồng. Đây thực sự là một gánh nặng khiến tôi mất ăn mất ngủ, lo chuyện có tiền trả ngân hàng. Không chỉ vay mua nhà mà lãi suất các khoản vay khác cũng tăng chóng mặt. Chị Thảo, nhà ở quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh kể, chị vay tín chấp 400 triệu đồng để mua ô tô cho ông xã chạy ráp. Lãi suất ưu đãi ở mức gần 9% một năm, nhưng hiện đã tăng lên 16% một năm và chỉ áp dụng trong 3 tháng rồi điều chỉnh theo hướng thả nổi. Chị Thảo cho biết thêm, trong năm đầu cả gốc lẫn lãi tôi phải trả mỗi tháng khoảng 9,5 triệu đồng. Giờ đây tiền gốc đã giảm đi, nhưng với lãi tăng quá mạnh khiến mỗi tháng tôi phải chi trả cả gốc lẫn lãi lên tới 11 triệu đồng cho khoản vay này. Vì vậy, chồng tôi đi làm chỉ đủ tiền trả ngân hàng, trong khi giá cả sinh hoạt đều tăng khiến áp lực cuộc sống của gia đình tôi rất căng thẳng. Anh Khánh, nhân viên tín dụng một ngân hàng cổ phần lớn, thừa nhận lãi suất cho vay mua nhà, mua xe đang xoay ở mức 14 đến 15% một năm vì lãi suất huy động kỳ hạn dài đã vượt 9% một năm. Nhưng muốn vay cũng không dễ vì room tín dụng còn quá ít, chỉ chi nhánh nào huy động được vốn mới giải ngân thêm. Theo chia sẻ của giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, lãi suất đầu vào tăng không chỉ làm tăng chi phí kinh doanh mà còn ẩn chứa rủi ro cho ngân hàng lẫn khách hàng. Với mức lãi suất cho vay này, khách hàng có thể không đủ sức chịu đựng, kinh doanh thất bại, ngân hàng sẽ gánh phải nợ xấu. Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có khoảng 46% doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn nhất là thiếu vốn, thiếu dòng tiền, nhưng vẫn phải đảm bảo duy trì các khoản trả nợ lãi vay cùng các khoản khác để duy trì vận hành hoạt động ở mức tối thiểu. Nhiều đơn vị cần bổ sung dòng tiền khi có đơn hàng mới, nhưng lãi suất quá cao, cộng với các điều kiện cho vay của ngân hàng siết rất chặt. Trong khi đó, chi phí sản xuất gia tăng khiến lợi nhuận đơn hàng giảm sút, ông Việt nói. Bà Phương Mai, chủ một doanh nghiệp nhỏ ở quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên làm quà tặng cho các sự kiện chia sẻ. Số lượng đơn hàng giảm mạnh, trong khi lãi suất cho vay không có dấu hiệu hạ nhiệt. Có những đơn hàng, công ty đã bỏ vốn ra mua sản phẩm, rồi thuê dịch vụ in ấn thương hiệu logo lên sản phẩm theo mẫu đã thiết kế. Đùng một cái, đối tác nói họ mất khả năng thanh khoản, không còn dòng tiền để trả nợ. Đã vậy, còn phải gánh thêm cả khoản lãi vay ngắn hạn ngân hàng trên 10% một năm, cao gần gấp đôi so với giai đoạn trước dịch Covid-19. Bà Phương Mai thông tin thêm, đây là khoản vay ngắn hạn nên cứ 6 tháng tôi phải đáo hạn một lần. Nếu không trả đúng hạn, sau này rất khó để tiếp cận vốn ngân hàng, khi đó còn chết nữa. Đại diện nhiều công ty khác cũng cho hay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chính phủ và ngân hàng nhà nước liên tục chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí tối đa để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đặc biệt, từ cuối năm 2022, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất 0,5 đến 3% một năm để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, nhưng chờ mãi chưa thấy lãi suất giảm. Giải thích về việc lãi vay tăng cao, lãnh đạo một ngân hàng thừa nhận, lãi suất huy động tăng cao khiến lãi suất cho vay tăng theo. Hiện lãi suất huy động dao động quanh mức 9 đến 10% một năm, nên lãi suất cho vay phải cao hơn lãi suất huy động 2,5 đến 4,5% một năm. Theo các chuyên gia, với mức lãi suất cho vay cao như hiện nay, rất khó để khuyến khích vay sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Tình trạng này nếu tiếp tục kéo dài sẽ tác động không nhỏ đến tăng trưởng của nền kinh tế. Tại một diễn đàn về hỗ trợ doanh nghiệp mới đây,
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên đặt vấn đề. Với lãi suất cao 15-16% một năm như hiện nay, làm sao doanh nghiệp sống được? Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận thực tế là khi lãi suất đầu vào tăng, đương nhiên lãi suất cho vay được đẩy lên theo. Tăng lãi suất thì doanh nghiệp gây lắm, lãi suất tăng không phải là mong muốn của cơ quan quản lý, nhưng trong bối cảnh sức ép kiểm soát lạm phát, việc giải bài toán tỷ giá không hề đơn giản. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các doanh nghiệp đang rất khát vốn và không có nguồn tiền để trả nợ đầu tư. Chính sách hỗ trợ lãi vay 2% ít khả thi, khó thực hiện vì một số doanh nghiệp lo ngại về thủ tục giấy tờ và thanh tra kiểm tra. Bên cạnh đó, lãi suất vay cao cũng là cản trở lớn tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, lãi suất tiền vay hầu hết đều trên 10% một năm sẽ là khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy nợ vay. Bởi vậy, Ngân hàng Nhà nước cần huy động các nguồn vốn hiện có trong xã hội đưa vào kinh doanh nhằm hạ lãi suất vay. Thậm chí, việc khống chế tỷ lệ biên độ lãi ròng ở mức 3% cũng là giải pháp cần thiết để các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với nền kinh tế hiện nay. Đồng thời, nhà nước cần tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nợ vay một năm 2023 đối với các khoản vay trung và dài hạn. Đặc biệt, cần áp dụng chính sách ân hạn một năm thay vì gộp trả nợ ngay trong năm sau như lần hỗ trợ năm 2021, càng làm doanh nghiệp khó khăn thêm. Là một công ty chuyên phát triển nhà ở giá rẻ cho công nhân, nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc công ty Lê Thành cho biết, ngoài câu chuyện lãi suất cao thì tắc vốn đang là khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp bất động sản. Trong khi đó, tiền là máu của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều công ty bất động sản buộc phải dừng triển khai dự án vì không có tiền trả nợ cho nhà thầu. Từ đây dẫn đến tình trạng những nhà cung cấp nhỏ cho các nhà thầu muốn đòi tiền cũng không được. Hệ quả là toàn ngành bất động sản bị kẹt dây chuyền, dẫn đến thu nhập của những người lao động trực tiếp mảng xây dựng hay những người liên quan đến ngành nghề xây dựng như xi măng, sắt thép bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Nghĩa nói, do đó nếu ngành bất động sản phục hồi không chỉ đem lại lợi ích cho cả ngân hàng, doanh nghiệp và người dân mà còn kéo theo khoảng 40 ngành nghề khác trong nền kinh tế cùng phát triển. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước triển khai tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 2 này để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng. Qua đó, nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Đồng thời, nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào, doanh nghiệp không đủ điều kiện hay ngân hàng không cho vay và nguyên nhân không tiếp cận được. Công văn nêu rõ là chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng phân tích, nếu dựa vào lãi suất huy động là 10%, thì thường các ngân hàng có biên độ lợi nhuận khoảng 3% để bù trừ rủi ro. Khi đó, lãi suất cho vay sẽ khoảng 13% là hợp lý. Nhưng hiện nay, theo phản ánh có những ngân hàng vẫn cho vay với lãi suất 14-16%, tùy theo kỳ hạn, càng dài thì lãi suất càng cao. Tùy loại khách hàng, có tình hình tài chính ổn định thì lãi suất thấp hơn và ngược lại. Với lãi suất cho vay từ 14-16%, có lẽ các doanh nghiệp sẽ chết yểu. Vì các doanh nghiệp còn phải có một biên độ lợi nhuận trước thuế và trước khi trả nợ ngân hàng đâu đó khoảng 20%. Vấn đề là có bao nhiêu doanh nghiệp đang có biên độ này. Do đó, nhiều doanh nghiệp đóng cửa vì càng làm càng phải vay, càng làm càng thua lỗ dẫn đến phá sản. Vị chuyên gia lý giải, thời gian qua, các ngân hàng phải nâng lãi suất huy động là bởi tính cạnh tranh cao, người dân sẽ đổ tiền vào các ngân hàng có lãi suất cao hơn. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp để tất cả các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động để tạo ra sự công bằng. Đồng thời, bơm vốn cho các ngân hàng để họ tăng tính thanh khoản, tránh mất khả năng chi trả. Ngoài ra, các ngân hàng có nợ xấu nên phải huy động vốn mới để trả nợ cũ. Không ít ngân hàng cho vay những món nợ có rủi ro cao, khiến họ phải áp lãi suất cao bù đắp lại và sẵn sàng trả lãi suất huy động cao để tiếp tục có tiền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!